Lát tay tổ ong vàng nguyên khói AU750 đến phun kim cương. Tổ ong là một công trình kiến trúc khép kín kỳ vĩ với kết cấu phân chia độc đáo, giúp hình thành nên hệ sinh thái tự nhiên phát triển vững mạnh của các loài ong. Những chuyên gia chế tác trang sức đã nảy ra ý tưởng chế tác ra chiếc lắc tay tổ ong vàng nguyên khói AU750 đến phun kim cương bằng cách sắp xếp hình lục giác đều được chế tác tỉ mỉ lại với nhau, tạo nên một khối thống nhất mang họa tiết tổ ong, tạo thêm chiều sâu kết cấu cho tác phẩm. Vòng đeo được nạm hoàn toàn bằng kim cương tự nhiên, được thiết kế một cách chuyên nghiệp giúp tăng độ sáng chiếu và lấp lánh của chúng. Thiết kế lắc tay tổ ong vàng nguyên khối AU750 đính phun kim cương là sự kết nối hoàn hảo giữa các mắt xích với nhau, tạo nên một hệ dây uyển chuyển và mượt mà. Mỗi sự chuyển động đều thu hút, khiến chúng ta không thể rời mắt. Kết cấu uốn dẻo ôm sát cổ tay, giúp người đeo dễ dàng dịch chuyển thoải mái. Sự khéo léo thể hiện trình độ tay nghề cao, với mỗi viên kim cương được đặt thẳng hàng, hoàn hảo với những viên kim cương lân cận, tạo ra dòng ánh sáng lung linh liền mạch trên khắp vòng tay. Thiết kế của chiếc vòng này biểu tượng của sự cải tiến và trường tồn với thời gian, với độ chính xác hình học của họa tiết tổ ong mang đến nét hiện đại. Đó là một trang sức đầy mê hoặc hoặc thu hút chắc chắn trong thời gian tới sẽ khiến giới mộ điệu phải điên đảo. Island Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.